Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hiệu ứng vẽ đường đi trên bản đồ. Đây, mình có cái bản đồ này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn hiệu ứng vẽ đường đi trên bản đồ, cũng như là chú thích các khu vực, chú thích các vị trí khu vực tiện ích xung quanh cái vị trí lô đất của mình nha. Xung quanh cái vị trí dự án lô đất của mình. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Cái hiệu ứng này thì hôm nay mình không thực hiện trên After Effects mà mình sẽ làm trên phần mềm Adobe Premiere Pro nha. Đây là một phần mềm rất khó để vẽ những hiệu ứng, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để vẽ những hiệu ứng chỉ đường cũng như chú thích vị trí trên cái bản phần mềm này. Ở đây bạn nên cài bản 2021 nha. Để sử dụng được cái bộ chú thích á thì bạn phải cài bản 2021 trở lên, Adobe Premiere Pro 2021 trở lên nha, bạn mới sử dụng được cái bộ chú thích của mình. Rồi, ok, giờ mình sẽ bắt đầu đi vào bài nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ mở phần mềm Adobe Premiere Pro lên. Ở đây mình sẽ cài là bản 2021 nha. Rồi, ok. Mình mở phần mềm lên. Rồi, cái bản đồ này mình sẽ tạm thời mình tắt nó đi. Rồi, ở đây mình sẽ nhấn vào đây để tạo một cái project mới, nhấn vào New Project. Rồi, ở đây mình sẽ chọn cái nơi lưu này, chỗ mục Brow này, nhấn vào chữ Brow đây để tạo một cái nơi lưu. Rồi, cái nơi lưu của mình sẽ lưu ở, mình sẽ chọn cái thư mục nào mà bạn nhớ nha. Bạn lưu ở đâu bạn nhớ để bạn mở lên. Rồi, ok. Rồi, chỗ này mình sẽ điền tên này. Rồi, ok. Rồi, chỗ này thì mình sẽ chọn, nếu máy bạn nào không có GPU á, thì bạn nó sẽ mặc định ở cái này. Còn máy mình có GPU nên mình sẽ chọn cái này cho nó nhanh nhanh hơn. Rồi, sau đó nhấn ok. Rồi, cái khung làm việc project của nó sẽ hiện lên nha. Đây. Rồi, trước hết thì mình sẽ tạo một cái sequence. Đây cái sequence của mình để mình kéo video và bản đồ vào. Mình sẽ chuột phải vào cái khung project này. Mình new, chọn new item, chọn sequence. Đấy. Ở mình sẽ qua cái mục ở mục sequence reset thì mình sẽ chọn cái này nha. Đấy 1080 này. Rồi ok, mình qua mục setting này. Mình sẽ chọn ở cái mục đầu tiên đó mình sẽ chọn là ACV HD, mình sẽ làm video full HD thôi nha. Nên là mình sẽ chọn là 1080 pixel. Rồi ok. Sau đó cái mục time bay thì mình sẽ sổ xuống, mình chọn là 29,97 nha. Rồi ok. Mình sẽ những cái này mình giữ nguyên, còn cái này thì mình, nếu bạn nào làm 4K thì bạn có thể chọn custom, sau đó bạn điền vô chỗ này là 3840. Rồi 2160. Đấy, sau đó bạn chọn cái frame rate là 30 frame. Sau đó thì ở dưới này thì chọn upper nè. Đấy. Đấy. Đây là định dạng cho 4K nè. Còn mình làm full HD thôi nên là mình sẽ chọn lại là cái này. Đấy. Chọn lại là 29,97. Rồi ok. Rồi, sau khi chọn xong mình sẽ điền tên cho nó. Đấy, mình sẽ để tên map đi chẳng hạn. Đấy. Sau đó nhấn ok thì nó sẽ tạo ra một cái sequence map ở đây nè. Đấy, cái sequence map ở đây này để mình kéo video vào cái thanh timeline mình này, mình làm đây làm việc đấy. Ok nha. Giờ mình sẽ bắt đầu làm hiệu ứng. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ import một cái project vào. Ở đây mình đã có sẵn một cái project mình đã tạo sẵn cho các bạn vẽ đường đi nó dễ hơn. Thì các bạn vào, các bạn import cái project mà mình đã để link ở dưới phần mô tả vào nha. Bạn tải và bạn import vào. Đây. Đây là cái project của mình. Đây nè. Cái project này thì mình đã tạo ra để các bạn vẽ đường đi trong Premiere nó được thuận tiện và dễ dàng hơn. Đấy, thì các bạn import cái project này vào để vẽ nha. Rồi. Rồi, ở một project này, ở một project này nè, bạn chuột phải chọn import. Đấy. Sau đó các bạn sẽ đường dẫn đến cái file project đó. Đây, đấy. Cái file project đó của mình nè. Đấy, mình import cái project. Bạn có thể download cái project này dưới phần mô tả nha. Đấy, mình để link đang miễn phí dưới phần mô tả đấy. Đấy, bạn chọn cái này, bạn chọn Open. Chọn cái này, chọn Open. Đấy, ở đây nó sẽ hiện ra cái bảng. Bạn sẽ chọn cái chấm đầu tiên nha, Import Entry Project nè. Sau đó tích vào hai cái ô này. Rồi, nhấn OK. Nó import vào một cái thư mục như thế này. Mình sổ xuống. Đấy, mình sổ cái thư mục này xuống, nó sẽ có cái sequence là Edit Row nè. Đấy, mình kéo cái sequence Edit, mình nhấn giữ chuột nè. Nhấn giữ chuột vào đây, kéo cái sequence edit row thả vô bên này, thả vô bên cái sequence của mình, thả bên cái sequence map của mình. Đấy. Rồi. Ok.
Ở cái siêu quanh này thì nó có một cái đường đi. Đấy, nó vẽ một cái đường đi này. Nó vẽ một cái đường thẳng hiện, một cái đường cong hiện ra dần ấy. Đấy. Rồi, ok. Rồi, ở đây thì nó có một cái siêu hình âm thanh ở dưới, nó có một cái layer âm thanh ở dưới thì mình không sử dụng nữa nên mình sẽ xóa cái layer âm thanh này đi. Nhưng mà ở đây mình chọn là nó đang chọn hai cái luôn nè, nó đang chọn cái layer trên và layer dưới thì mình sẽ tách nó ra. Mình nhấn chuột phải vào. Mình chọn là unlink. Đấy, chọn unlink nha. Đấy thì nó sẽ tách riêng ra. Video riêng, âm thanh riêng nè. Mình chọn cái layer âm thanh và nhấn delete để mình xóa nó đi. Đấy, mình xíu nữa mình lồng tiếng sau. Giờ mình sẽ giữ lại cái layer hình ảnh thôi, video thôi. Rồi, ok. Đấy. Đấy, sau khi mình import cái project của mình vào á, sau khi bạn import cái project của mình vào thì nó sẽ có một cái đường như thế này. Rồi, ở đây thì mình sẽ đắp chuột vào cái sequence edit root này nha. Đấy, đắp chuột vào đây. Đấy, đắp chuột vào. Nó sẽ hiện ra một cái, nó sẽ chuyển qua cái sequence edit root này. Rồi, nó sẽ có một cái layer graphic là cái đường đi của mình ấy. Rồi, giờ mình sẽ thêm cái tấm bản đồ vào. Rồi, ở đây mình có một cái hình ảnh bản đồ như thế này. Rồi, ở đây mình có một cái hình ảnh bản đồ như thế này. Cái bản đồ ở đầu video đấy. Rồi, mình sẽ kéo vào, mình thả phía dưới cái layer graphic này nha. Mình kéo vào nè. Đấy, mình thả phía dưới cái layer graphic này. Đấy. Rồi, mình zoom lên nè. Mình kéo nó về đầu timeline. Rồi. Sau đó thì mình sẽ kéo cho thời gian của nó bằng cái này nha. Mình để chuột vào đây, nó sẽ hiện cái mũi tên màu đỏ nè. Đấy, mình nhấn giữ chuột và mình kéo. Đấy, bạn thấy nó hiện ra cái hình ảnh được kéo dài ra. Rồi. Tiếp tục thì ở đây thì cái hình ảnh của mình nó ở độ phân giải nó ở độ phân giải là 4096 này, nên mà cái siêu hình của mình có 1080 mà. Nên mình sẽ scale nó xuống. Mình chọn vào cái layer của tấm hình này. Mình chọn vào cái lớp của tấm hình này. Rồi, ở trong một effect control này. Đấy, nếu bạn không có mục này, bạn vào Windows, bạn mở cái effect control ở đây lên nha. Đấy là nó sẽ có thôi. Rồi. Cái scale này mình sẽ scale nó về, nó đang 100% ấy. Mình nhấn chuột vào đây, mình nhấn giữ chuột. Nhấn giữ chuột vào đây này, mình kéo sang bên trái để mình giảm nó. Hoặc là mình có thể đánh vào đây. Bạn đánh vào 53 đi. 53%. Đấy. Ở đây nó còn hiện cái chữ Google ở đây nè, cái chữ Google Ads ở đây nè. Nên là mình kéo cái position của nó. Cái này là trục X này, là kéo qua kéo lại. Còn trục này trục Y, kéo lên kéo xuống. Đây, mình nhấn giữ chuột vào đây. Mình kéo sang phía bên phải để kéo xuống. Đây, mình kéo xuống để mình che nó đi. Đây, mình đã che được cái chữ Google rồi. Rồi, ok. Rồi, đấy, mình che được cái chữ Google rồi. Ok, đấy. Rồi. Ở đây mình để chuột vào đây, mình kéo xuống cho cái khung review nó rộng thêm xíu nha. Rồi, ở đây thì mình đã tạo xong cái mình đã kéo xong cái bản đồ của mình vào. Giờ mình sẽ vẽ đường ở trên này nha. Rồi. Rồi, bạn ra lại cái sequence map của mình này. Đấy, thì nó vẫn có cái này. Rồi, bạn đắp đắp chuột lại vào cái sequence edit rule để mình chỉnh sửa cái con đường. Rồi. Mình chỉnh sửa trong này nha, trong sequence edit rule. Rồi, ở bước này thì mình sẽ vẽ cái con đường nha. Theo cái con đường này đấy, đấy. Cái lô đất của mình là ở vị trí này. Nên là mình sẽ vẽ một cái con đường đi ra nè, một con đường ở đây đi ra nè. Đấy. Và một cái con đường thứ hai là ở này. Đấy, chạy ngang theo cái này. Rồi, đối với cái con đường thứ nhất thì mình sẽ vẽ hai con đường, nên là mình sẽ nhân đôi cái layer này lên. Đấy. Mình sẽ nhân đôi cái layer graphic con đường này lên. Đó, cái layer này là layer con đường nè. Đấy, thì mình sẽ nhấn phím Alt, mình nhấn giữ phím Alt nha, xong mình nhấn giữ chuột trái vào đây, mình kéo lên. Đấy, là mình nhân đôi lên một cái nè. Đấy, nó có hai cái nè. Nhấn giữ phím Alt và nhấn giữ chuột trái kéo lên là nó nhân đôi lên. Rồi, ở cái con đường thứ nhất á thì mình sẽ tắt nó đi, con đường vừa mới nhân đôi á.
mình sẽ nhấn vào con mắt ở đây nè, nhấn vào cái hình con mắt ở đây là mình ẩn nó đi nè. Đấy. Đấy, mình ẩn một cái con đường thứ nhất để mình vẽ cái con đường này trước, rồi mình vẽ con đường kia sau. Đấy. Rồi giờ mình sẽ vẽ con đường này trước nha. Ở đây thì nó có một bạn nhấn vào đây nè, trong một effect control nè, nó sẽ có cái hiệu ứng right on nè. Đấy, đây là cái con đường của mình, cái hiệu ứng này là cái con đường của mình đấy. Rồi ở đây màu nó đang màu tím đúng không, thì mình sẽ đổi nó sang màu vàng đi, mình đổi màu con đường đi, nhấn vào cái khung color chỗ này nè. Đấy, rồi mình kéo nó lên màu vàng, xong rồi mình kéo cái chấm này qua đấy. Đấy, nó sẽ chuyển sang con đường màu vàng cho mình dễ thấy, dễ vẽ. Rồi mình kéo cái này xuống thấp một xíu để mình to cho dễ vẽ. Rồi đấy, ok, đây là cái con đường của mình. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu vẽ cho nó bám theo cái con đường ở trên này nha. Ở đây cái chiều chạy của nó, cái chiều chạy của nó thì mình sẽ cho cái chiều chạy của con đường này nó đang chạy từ bên trái sang, thì mình sẽ vẽ ngược lại cho nó chạy từ bên phải sang nha. Đấy. Rồi mình sẽ bắt đầu vẽ nè. Cái bạn để ý là mình kéo thanh sát góc luôn nè, sát cái đầu luôn nè. Bạn để ý là chỗ này nó có ba cái key nè, cái mục brush position nè. Mình sẽ nhấn vào cái thanh ở đây nè, mình kéo vào để mình zoom lên nè. Đấy, nó sẽ có ba cái key nè, 1 2 3 nè. Đấy, ba cái key ở đây. Bạn thấy không? Bạn để chuột cái key đầu tiên là chỗ này nó sáng lên màu xanh nè. Tương tự bạn để chuột cái key thứ hai nè, chỗ này nó cũng sáng lên màu xanh nè. Đấy. Bạn để chuột cái key thứ ba này, chỗ này nó sáng lên màu xanh này, là cái key thứ nhất á, là ở cái điểm đầu tiên, điểm xuất phát, rồi là nó ở vị trí này nè. Đấy, vị trí cái key thứ nhất này ở đây à. Còn cái key thứ hai á, là nó ở điểm giữa, là điểm chỗ này. Rồi cái key thứ ba là nó ở cái điểm cuối, là cái điểm kết thúc ở chỗ này. Đấy, rồi giờ mình sẽ chỉnh cái vị trí đầu tiên cho nó nha. Thì mình kéo cái thanh thời gian này, mình kéo cái con trỏ đến vị trí cái key đầu tiên. Đấy, mình kéo đúng cái kia thì chỗ này nó sẽ có một cái màu nó sáng lên nè. Đấy, ở đây thì mình sẽ chọn vào cái biểu tượng right on nè. Đấy, chọn vào cái effect right on này thì nó sẽ hiện lên ba cái điểm này, bạn thấy không? Cái điểm thứ nhất là ở cái kia thứ nhất nè, còn cái điểm thứ hai nè, đấy là ở cái kia thứ hai nè. Đấy, bạn thấy nó hiện lên vòng tròn không? Mình kéo chuột đến đâu là nó hiện cái vòng tròn lên đó. Đấy. Rồi, rồi giờ đối với cái điểm thứ nhất á, thì mình kéo chuột đến điểm thứ nhất nè, mình cho nó chạy từ bên này qua nên mình sẽ kéo cái điểm thứ nhất. Đấy, bạn để cái ở phía sau cái con đường một xíu. Đấy, bạn để vị trí này. Rồi ok, sau đó bạn kéo đến cái điểm thứ hai. Đấy, cái điểm thứ hai là cái điểm này, thì mình kéo đến vị trí cho nó tiếp giáp với cái con đường này. Chỗ này là nó đường cong đúng không, thì mình sẽ điều chỉnh một xíu. Mình chỗ này mình cái fit này mình sẽ chọn lên 100%. Đấy, mình kéo xuống, kéo qua. Bạn điều chỉnh cái thanh này nè, chỗ này nó sẽ hiện ra hai cái thanh điều chỉnh này. Đấy, nó mờ mờ đây nè. Đấy, bạn kéo nó xuống là nó sẽ ra đường cong thôi. Tương tự đối với cái điểm này mình sẽ kéo nó xuống. Đấy. Rồi, bạn kéo cái điểm thứ nhất xuống luôn nè. Rồi, ok. Đấy. Rồi, ok. Rồi, ở đây cái điểm mình sẽ fit lại nè. Cái điểm thứ ba nè, mình sẽ chọn lên 75 đi. Rồi, ok, mình kéo qua đây. Ở đây cái điểm thứ ba nè, mình sẽ đưa chuột đến cái điểm thứ ba nè. Đấy, nó sẽ hiện cái vòng tròn ở đây, mình kéo cái vòng tròn. Mình để cho tại vị trí này. Mỗi cái đường gấp khúc là một cái điểm nha. Rồi ok. Ở đây thì bạn thấy nó còn cái con đường của mình này, nó còn rất là nhiều nên mình sẽ tạo cái điểm, nhiều cái điểm nữa, thứ 4, thứ 5, thứ 6 nha. Rồi ok. Rồi mình zoom lên 75 đi. Đấy, mình sẽ tạo thêm vài điểm nữa. Đường bạn ngắn thì bạn tạo mình lấy 3 điểm này thôi. Còn đường bạn dài thì bạn tạo thêm nhiều điểm. Rồi tương tự mình sẽ tạo một cái kia thứ 4 nha. Ở đây nè, ở đây thì nó có ba cái, mình sẽ kéo chuột đến một cái khoảng cách mà bạn ước lượng làm sao cái khoảng cách đó nó cách nó bằng với ba khoảng cách này nha. Khoảng cách giữa hai cái này nè. Đấy.
khoảng cách giữa hai cái này này, giờ khoảng cách giữa cái này với cái này đấy, nó bằng bằng kéo chuột đến cái khoảng cách đúng đó. Sau đó bạn đưa chuột vào cái ô vòng tròn ở cái điểm thứ ba này, cái điểm tiếp theo á, cái điểm thứ ba, điểm trước đó bạn kéo đến cái ô tiếp theo. Đấy, mình kéo đến cái ô tiếp theo thôi. Rồi, ok, chỗ này mình chỉnh nó nè. Tương tự chỗ này mình cũng kéo ra nè, ở trong cái vòng tròn này nè, mình nhấn chuột và mình kéo ra là nó sẽ ra một cái thanh để mình chỉnh. Rồi, tương tự bạn chỉnh cái đoạn sau lại luôn. Ok, đấy. Đấy, bạn chỉnh vậy thôi. Rồi, tương tự đến đối với cái điểm tiếp theo á, thì bạn cứ kéo cách đều nó thôi. Bạn kéo ra một ít nè, cách đều nè. Sau cái đoạn nào mà ngắn á, thì mình sẽ kéo cái thời gian ở trên này ngắn nha. Còn đoạn này mà dài, mình sẽ kéo thời gian dài. Đấy, đoạn này thì dài thì mình kéo. Đấy, mình kéo tới này, mình kéo cách đều cũng được, không cần ngắn dài đâu. Mình kéo, mình ước lượng sao cho nó. Trong này mình kéo ra mình điều chỉnh nè. Đấy, rồi. Tương tự mình kéo qua đây. Cái đoạn này tới đoạn cuối thì nó dài nha, nên mình sẽ kéo một cái đoạn thời gian hơi dài dài ra một xíu. Hay nó cái khoảng cách nó lớn hơn cái khoảng cách giữa hai này. Mình nhấn chuột vào đây mình kéo. Bên này vẽ thì nó xong đó, mình muốn tạo đường cong á, thì mình nhấn vào cái tâm này, mình kéo nó ra. Đấy, bên này vẽ nó dễ hơn bên After Effects. Rồi, ở đây mình sẽ điều chỉnh. Đấy, chỗ này mình kéo xuống một chút. Rồi, ok. Ở đây mà bạn nhắm nó không tạo được cái đường cong á, thì bạn kéo nó đấy, bạn kéo nó ngắn thôi, một đoạn ngắn nhỏ thì thôi, nó không tạo được, nó che được cái đường của mình á, thì mình kéo nó ngắn nhỏ vậy thôi. Rồi, ok. Rồi, thì mình sẽ kéo cái kia này dịch lại gần nè. Đấy, bạn kéo cái đoạn này ngắn thì cái thời gian này cũng bạn kéo ngắn lại cho nó chạy cho đều. Rồi, xong sau đó mình sẽ kéo một đoạn ngắn nữa. Rồi, bạn kéo cái này tiếp theo. Sau đó kéo lên này, kéo cái cây cái thanh này để chỉnh đầu cong. Rồi, ok. Đấy, mình chỉnh một cái cho nó nằm khớp với con đường nó đã xong. Rồi giờ mình cùng xem kết quả nha. Rồi, mình chọn fit. Giờ mình cùng xem kết quả này. Mình nhấn vào màn hình trống nè. Đấy, bạn thấy con đường nó chạy không? Đấy. Ok. Đấy, mình đã vẽ xong con đường thứ nhất nè. Con đường thứ hai thì mình vẽ tương tự thôi. Đây, ở đây. Ở đây thì bạn có thể thấy là nó chạy là khá là chậm đúng không? Thì bạn nào muốn nó chạy nhanh hơn á, thì mình sẽ kéo những cái kia lại gần hơn. Đây, mình chọn lại layer graphic nè. Đây, mình zoom lên. Những cái kia này nó đang khá là xa nên mình sẽ kéo nó lại gần hơn là nó sẽ chạy nhanh hơn thôi. Nó sẽ chạy nhanh hơn thôi. Ở đây mình sẽ kéo những cái kia này gần lại là nó sẽ chạy nhanh lên thôi. Nè, ví dụ mình kéo nè. Mình kéo cái kia này, đấy, lại gần lại đây. Mình cũng tương tự mình kéo cái này cũng cách đều luôn. Rồi,
Hoặc là mình có thể kéo dài, mình quét chọn những cái key sau nè, mình kéo vào đấy. Rồi cái key này thì nó gần hơn thì mình quét chọn ba cái còn lại mình kéo vào đấy. Còn cái này, những hai cái này mình quét chọn mình kéo sát lại vào. Rồi ok, mình kéo cái này sát vào. Rồi giờ mình cùng xem lại kết quả nha. Bạn điều chỉnh thời gian sao cho nó chạy mượt là được. Đấy. Rồi, nó cũng chạy chưa mượt lắm nên là mình sẽ điều chỉnh một xíu. Rồi, ok. Kéo vào một xíu. Đấy, mình kéo vào thêm. Cho nó cái đường của mình nó xuất hiện nhanh hơn một xíu. Nó xuất hiện hơi bị chậm này. Ok. Ok, giờ mình cùng xem lại kết quả. Rồi, tới nay là nó mượt rồi. Rồi, giờ mình cùng xem kết quả nha. Đấy. Rồi, ở đây thì bạn có thể thấy cái độ rộng nó hơi bị nhỏ đấy, nên là mình chọn lại vào cái layer con đường này. Chỗ này cái brush size này mình sẽ tăng lên. Mình sẽ tăng lên 15 chẳng hạn. Đấy là nó to ra. Mình sẽ tăng lên 13 thôi. Ok, giờ mình cùng xem. Rồi, ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ tương tự đối với con đường này ra nha. Cái lô đất của mình sẽ là ở vị trí này. Rồi mình sẽ vẽ một con đường đi ra cái đường lớn này. Rồi ok nha. Rồi cái con đường thứ hai thì mình sẽ hiện cái layer graphic ở trên lên này. Đấy, mình nhấn vào con mắt ở đây, mình bật nó lên lại nè. Đấy, nó sẽ hiện lại cái hình của mình, cái đường của mình. Đấy, giờ mình sẽ vẽ nó thôi. Rồi trước tiên mình sẽ đổi màu cho nó. Mình nhấn vào đây nè, nhấn vào một effect control chỗ color này, hiệu ứng right on này, chỗ color này. Mình nhấn vào cái khung màu tím ở đây. Rồi, mình sẽ đổi nó màu vàng đi. Rồi, ok. Đây. Rồi, ok. Tương tự như cái đường này thì mình sẽ kéo đến, mình sẽ zoom cái chỗ này ra này, mình kéo cái zoom ở trên này ra. Đấy, cái khu vực brush position này. Đấy, mình sẽ kéo cái này về đầu. Rồi, mình nhấn chọn vào cái hiệu ứng right on nha. Đấy, nó sẽ hiện lên những cái khung này nè. Hoặc là ở đây bạn có thể bạn kéo ra sau luôn cho nó chạy hết ra luôn. Đấy, hoặc là mình kéo về đầu mình chỉnh từng cái. Đấy, cái khung hình tròn nó đang ở đây nè. Mình kéo nó về ngay cái vị trí lô đất của mình. Rồi, ok. Tiếp theo thì mình sẽ kéo đến cái dấu chấm thứ hai. Đấy, kéo đến đúng cái dấu chấm thì chỗ này nó sáng lên nè. Đấy. Rồi, kéo nó. Rồi mình fit này, chọn fit zoom lên 100% để điều chỉnh. Okay, kéo xuống. Rồi mình điều chỉnh nha. Cái chỗ này mình nhấn vào cái ở đây này, mình điều chỉnh cho nó cong ra. Đấy. Chỗ này mình sẽ kéo nó xuống đây đi. Rồi, ok. Đấy. Rồi, ok. Rồi. Tương tự mình sẽ kéo đến cái dấu chấm thứ ba. Rồi, đây, mình chọn fit. Mình kéo đến cái dấu chấm thứ ba. Rồi. Chỗ này mình sẽ kéo cái này lên. Rồi. Tại vị trí này mình zoom lên 100% để mình điều chỉnh nó sát với cái đường nha. Ở đây nó sát rồi nên mình không cần điều chỉnh nhiều. Đấy, mình chỉ kéo nó xuống một ít thôi. Đấy, kéo cái này qua là nó sẽ sát. Ok. Rồi ở chỗ đây nó thiếu một cái dấu chấm này, mình sẽ tạo thêm một cái, mình tạo thêm một cái vị trí nữa. Rồi ở đây mình sẽ kéo nó đến một vị trí thứ ba nè, thứ tư nè. Sau đó mình kéo cái chấm này. Đấy, mình kéo cái chấm ở vị trí thứ ba, mình kéo nó lên sát giáp trên này nha. Rồi là được. Rồi,
giáp bên này cho nó nằm ở giữa cái đường luôn. Rồi mình kéo cái nút này ra để mình điều chỉnh nè. Đấy. Đấy, cho nó cong theo. Rồi ok. Rồi mình cùng chọn fit lại để mình xem. Rồi ok. Rồi bây giờ mình cùng xem kết quả nha. Rồi, ở đây thì bạn thấy nó chạy khá là chậm. Nên mình sẽ tăng cái tốc độ chạy của nó lên. Rồi, ok. Chỗ này thì mình sẽ, đây, mình chọn vào cái layer của cái đường nhỏ này. Mình sẽ kéo cái này lên. Mình sẽ điều chỉnh tốc, mình sẽ cho cái đường nhỏ nó xuất hiện sau cái đường, nó xuất hiện trước cái đường lớn nha. Cái đường lớn nó sẽ xuất hiện sau. Rồi, trước hết thì mình sẽ điều chỉnh cái đường nhỏ cho nó chạy nhanh hơn nha. Rồi mình sẽ quét chọn những ba cái key sau nè. Mình kéo vào. Tương tự chọn cái key này, kéo vào. Rồi chọn cái key cuối cùng, kéo vào. Đấy, giờ mình cùng xem kết quả lại. Đấy, ok. Bạn thấy nó chạy nhanh hơn không? Đấy. Rồi, sau khi cái đường nhỏ nó tiến tới này nè, mình mới cho cái đường lớn chạy qua nha. Cho nên là mình sẽ kéo cái đường lớn cho nó chạy trễ một xíu. Mình chọn cái layer của cái đường lớn ở dưới nè. Sau đó mình kéo cái thanh này cho to ra. Đấy. Cái đường nhỏ nó sẽ tiến tới này, mình cho cái đường lớn nó bắt đầu chạy. Rồi, thì mình sẽ quét chọn những cái layer, tất cả những cái điểm kia ở đây nè. Mình kéo nó ra tới vị trí của con trỏ của mình. Đấy, vị trí của con trỏ mình ở đây nè. Rồi giờ mình cùng xem kết quả nha. Rồi, ok. Ở đây mình sẽ điều chỉnh một xíu đi. Rồi ok. Cái đường nhỏ nó, cái đường lớn nó qua khúc này thì cái đường nhỏ mới chạy ra. Là cái đường lớn nó sẽ tới, nó sẽ bắt đầu ở vị trí này. Rồi mình sẽ điều chỉnh nó lại một xíu, cho cái đường lớn nó chạy sớm một xíu. Rồi, cái đường lớn mình sẽ kéo nó lại đây về đầu lại đi. Rồi sau đó cái đường nhỏ mình sẽ cho nó chạy trễ một xíu. Rồi, cho nó chạy sao cho hợp lý là được. Rồi cái đường đấy, ở vị trí này thì cái đường lớn nó chạy tới đây. Rồi ok, đấy, mình sẽ kéo lại này một xíu. Rồi giờ mình cùng xem kết quả nha. Rồi ok. Rồi ok. Ở đây mình đã tạo xong hai cái con đường nha. Rồi ở đây mình đã tạo xong hai con đường nè. Đấy. Rồi ok. Rồi cái con đường ở dưới này thì nó chạy hơi bị chậm nên mình sẽ kéo nó ra mình điều chỉnh một xíu. Rồi ok. Tại vị trí này nè. Đấy, tại vị trí mà cái kia đầu tiên á. Đấy, mình kéo tới cái kia đầu tiên nè. Nó kéo tới cái kia đầu tiên nè. Đây, đây. Đây, tại vị trí cái kia đầu tiên đây. Mình sẽ cắt nó đi nha. Rồi, mình sẽ zoom lên nè. Mình sẽ cắt cái đoạn đầu mình bỏ đi. Rồi, ở đây mình chọn công cụ cái dao lam nè. Mình để ngay tại cái vị trí con trỏ này, mình cắt nó nè. Sau đó mình chọn cái đoạn đầu này, nhấn delete mình bỏ nó đi. Bây giờ mình cùng xem kết quả. Đấy, thì nó sẽ không xuất hiện cái chấm ở đầu tiên nữa. Hồi nãy là bạn kéo ra đây nè, thì ở đầu nó xuất hiện một cái chấm nè. Đấy, nãy nó xuất hiện một cái chấm nè. Giờ mình cắt mình bỏ nó đi á, mình cần Ctrl Z lại mình cắt mình bỏ nó đi á, thì tới đây thì nó chạy ra luôn, nó không xuất hiện cái chấm nữa. Rồi ok. Rồi mình đã tạo xong hai con đường nha. Rồi ở đây bạn muốn cho cái con đường của bạn nó phát sáng á, thì bạn có thể thêm vào cái hiệu ứng glow. Ở đây mình đã có một cái hiệu ứng glow cho các bạn nè. Đấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn có thể download miễn phí về cái hiệu ứng glow này. Rồi ok. Giờ bạn sẽ thêm vào một effect này. Bạn qua một effect này. Nếu bạn không có cái mục này á, thì bạn vào Windows, bạn chọn effect ở đây nha. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cái mục effect này. Sau đó bạn vào, bạn chuột
chuột phải vào cái khổ cái chuột phải vào cái thư mục reset ở đây nè, chuột phải vào đây đấy, chọn nó nè, chuột phải chọn import reset nha. Đấy, sau đó bạn vào cái file bạn đã đào về, cái file mình để dưới phần mô tả bạn đã đào về đấy, cái file này nè, neon glow nè, cho cái đường của bạn nó phát sáng đấy. Bạn đắp chuột vào, bạn đắp chuột tiếp tục vào, sau đó bạn chọn cái neon glow effect đây nè, đấy bạn nhấn open, đấy, nó sẽ thêm vào cái thư mục là reset ở đây, free video effect nè, đấy nó thêm vào trên này nha. Đấy, mình sổ xuống, nó sẽ có cái neon glow effect nè. Sau đó bạn sổ tiếp tục xuống, nó sẽ có cái add method nè. Ở đây bạn sổ cái thư mục add method xuống nha. Sau đó nó có 6 cái style, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái style số 2 nha. Rồi mình sổ xuống, mình sẽ sử dụng cái A này. Đấy, mình sổ xuống này, mình chọn vào cái A, nó sẽ có 3 cái này. Đấy, mình chọn vào cái A thì bạn sổ xuống, bạn chọn vào cái A này, bạn sổ cái A xuống, nó sẽ có 3 cái này. Đấy, giờ mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng ba cái đó. Ok, ở đây thì nó chỉ có ba cái layer video thôi, nên mình sẽ thêm vào khoảng ba cái layer video nữa nha. Mình chuột phải lên cái khung trống ở đây nè, chuột phải lên khung trống hay chuột phải ở đây, mình chọn là đây, mình chuột phải lên cái khung, chuột phải lên khung trống nè, chọn add track đấy. Sau đó mình sẽ thêm là audio track thì mình sẽ không thêm không cái, còn cái video track là cái V nè, mình sẽ thêm là 3 cái nha, mình đánh số 3 vô đây. Đấy, sau đó nhấn OK thì nó sẽ thêm lên đây 3 cái nè. Đấy, cái này thì mình không sử dụng nên mình để chuột ở đây nè. Đấy, nó hiện hình hai mũi tên hai chiều nè. Mình kéo xuống, đấy cho nó hiện ba cái này. Nó thêm V4, V5, V6 nè. Rồi. Rồi, trước hết thì đối với cái đường nhỏ nè, mình sẽ kéo lên này. Mình sẽ nhân đôi lên 3 layer nha. Ở đây nó có ba cái thuộc tính, ba cái hiệu ứng là cái style A nè, nó có ba cái nè, A1, A2, A3 nè. Đấy, nên mình sẽ nhân đôi lên 3 layer, mỗi layer là một cái. Rồi, mình tương tự thôi, hồi nãy mình giới thiệu các bạn rồi. Nhấn giữ phím Alt nè, nhấn giữ phím Alt nè, sau đó kéo chuột lên. Đấy, nó sẽ nhân đôi lên một cái. Tương tự, nhấn giữ phím Alt, nhấn giữ chuột vào đây, kéo nó lên, nó sẽ nhân đôi hai cái. Mình để hai ba cái này bằng nhau luôn nha. Đấy, cái này bằng nhau. Sau đó thì mình sẽ kéo cái này vào. Đấy. Cái A1 nè, mình sẽ kéo xuống cái cuối cùng. Rồi cái A2 mình sẽ kéo lên cái thứ hai. Cái A3 mình sẽ kéo lên cái trên cùng. Đấy, nó sẽ có một cái lớp mà ánh sáng ở xung quanh này. Đấy, bạn thấy cái lớp ánh sáng không? Rồi mình muốn đấy, mình đấy, nó có một cái lớp ánh sáng xung quanh nè. Đấy, giờ mình cùng xem kết quả. Đấy, nó chạy ra một cái lớp ánh sáng. Rồi. Đấy. Rồi. Rồi, tương tự mình sẽ quét chọn ba cái này. Mình chụp phải. Mình chọn nét, mình nét nó lại thành một cái layer nha. Chỗ này mình sẽ đổi tên thành Street 1. Đấy, mình nhấn OK, nó sẽ gom lại thành một cái layer cho nó sáng, cho nó gọn. Đấy, mình cùng xem. Đấy, bạn thấy nó có ánh sáng xung quanh không? Thì cái ánh sáng này nó hơi bị mình gom lại thì nó hơi bị chói đấy, cho nên mình sẽ Ctrl Z đi, mình không gom nó lại. Đấy, mình để bình thường như thế này nè. Đấy, qua này nó cũng bình thường như thế này. Mình sẽ không gom nó lại nha, mình để ba cái như thế này. Rồi, ở đây thì bạn thấy cái đường nhỏ nó đè lên cái đường lớn nè, nên là mình sẽ cho cái đường lớn nằm trên, nên là mình sẽ kéo cái layer của cái đường lớn nè, mình kéo lên trên. Đấy, nó đè xuống dưới nè. Rồi, quét chọn ba cái layer này, kéo xuống dưới. Mình sẽ thêm một cái layer trên này nữa, mình chuột phải add track. Rồi, ok, mình thêm một cái V7 nữa. Tương tự mình sẽ nhấn Alt này, nhấn giữ Alt này, kéo cái này lên. Đấy, nhân đôi nó ra hai cái layer nữa. Sau đó mình kéo ba cái này vào. Cái thứ nhất nè. Cái thứ hai. Rồi, cái thứ ba. Rồi, ok. Đấy, giờ mình cùng xem kết quả nha. Khi mà nó render hơi bị lag á, thì bạn sẽ vào này. Bạn sẽ vào, nó render hơi bị lag đúng không? Thì bạn sẽ vào sequence này, chọn là render to in out này,
Đấy. Sau đó bạn đợi thôi. Đây bạn đợi nó chạy xong nè. Bạn đợi nó chạy xong thì bạn sẽ render nó sẽ mượt. Rồi cái bước này thì nó tốn nhiều thời gian nên mình sẽ tua nhanh nó qua nha. Rồi, ok, sau khi nó chạy xong á, thì ở trên này nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây này, thì bạn sẽ xem được rất là mượt. Đấy, đấy bạn xem được hai con đường rất là mượt. Rồi, ok. Ok nha, rồi mình qua bên phần map nè. Đấy, mình qua bên cái composition chính của mình nè, cái map của mình nè. Thì mình sẽ có hai con đường như thế này. Đấy, ok. Rồi ở đây sau khi mình chạy cái render to in out ở đây nè thì nó cũng sẽ mượt như kia thôi. Rồi, mình cùng xem kết quả. Rồi tương tự ở đây mình sẽ tạo tên đường cho hai cái đường này nha. Cái đường này mình sẽ đặt tên cho nó là tỉnh lộ 9 đi, còn cái đường này là đường bê tông 5m đi. Rồi ok, mình chọn vào công cụ test ở đây nè, lấy cái chữ T ở đây nè. Đấy, sau đó mình nhấn lên cái video của mình, chọn công cụ test nè, nhấn lên cái màn hình video của mình. Đấy, ở dưới này nó sẽ hiện một cái layer test nè. Rồi trên này thì mình sẽ đánh vào thôi. Trên này mình sẽ đánh vào là rồi ok, sau đó mình chọn lại công cụ mũi tên này. Rồi ở đây thì mình sổ cái test selection ở đây này, ở trong một effect control này, cái layer của nó, cái mục test tỉnh lộ 9 này mình sổ xuống. Sau đó thì mình sẽ đổi font ở đây. Đấy, mình sẽ sử dụng cái font này đi chẳng hạn. Rồi ok, sau đó mình sẽ đổi màu nữa ở đây, mình nhấn vào chữ fill ở đây này, mình đổi nó sang màu vàng. Đấy. Sau đó mình để chuột ngay cái viên này, mình kéo nó nhỏ lại. Rồi sau đó mình kéo nó lên trên này. Rồi mình để nó ở vị trí này. Sau đó mình sẽ xoay nó một ít nha. Mình để chuột đây, nó có cái con chuột hình đường cong này. Đấy, mình xoay, mình nhấn giữ mình xoay. Đấy. Ở đây mình đổ màu cho nó một chút nữa nha. Rồi màu nó hơi không nổi bật lắm. Rồi ok, mình nhấn vào đây mình đổi nè. Rồi ok. Rồi tương tự ở dưới này mình sẽ kéo cho nó ra full cái thời gian của nó bằng với cái thời gian của video mình nha. Mình để chuột vào đây nó có hình mũi tên này, nhấn giữ và kéo ra. Đấy, tương tự ở phía trước này mình nhấn giữ mình kéo ra. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng hiện lên cho nó. Rồi, ở đây thì bạn sẽ kéo xuống nè, ở trong cái mục test đó nha. Rồi, ở trong cái mục scale này, bạn coi cái scale này, nó đang là 50 nè. Thì bạn scale xuống này nó nhỏ lại nè. Đấy. Rồi mình để lên 50 lại. Rồi ở đây bạn thấy nó nhỏ về cái góc này, cái góc chỗ này mình muốn nó nhỏ ở chính giữa thì mình sẽ kéo cái anchor bone nó về chính giữa. Rồi bạn zoom lên 100% này. Đấy, mình kéo qua, mình chọn vào cái layer tỉnh là 9 này, cái anchor bone nó là cái vòng tròn ở đây này. Đấy, cái vòng tròn 4 dấu gạch ở đây nè. Đấy, bạn nhấn giữ vào cái vòng tròn anchor bone, bạn kéo nó qua thì đương nhiên cái test của mình nó cũng chạy luôn nha. Rồi trước hết mình sẽ kéo cái test của mình ra đây. Đấy, mình kéo nó qua giữa.
thì mình kéo cái anchor bolt ra giữa. Rồi sau đó mình nhấn nguyên cái test này, thấy bạn thấy cái vòng tròn này nó ra giữa rồi không, nó ra giữa cái chữ rồi không. Sau đó mình nhấn cái test, mình kéo lại vị trí cũ thôi. Rồi ok, rồi giờ thì mình scale thì nó sẽ nhỏ ở giữa đấy. Đấy, ok. Rồi xong, sau đó mình sẽ tạo một cái key scale cho nó nha. Rồi mình kéo đến vị trí mà cái đường nó vừa hiện ra nè. Đấy, mình chạy mình xem thử cái đường nó vừa hiện ra ở vị trí nào. Đấy, cái đường nó vừa hiện ra xong mình sẽ key cho nó lên. Rồi tại vị trí này. Đấy. Rồi mình zoom lên, mình sẽ key ở vị trí ban đầu nó là một, tạo nhấn vào cái đồng hồ ở đây tạo một cái key, rồi đưa nó về không, rồi kéo đến vị trí tiếp theo. Đấy. Kéo đến một ít vị trí tiếp theo, rồi đưa nó lên 50. Rồi giờ mình cùng xem kết quả nha. Bạn thấy nó hiện khá chậm đúng không? Thì mình sẽ kéo cái key phía sau sát vào. Kéo cái này sát vào nó sẽ hiện nhanh ra. Đấy. Rồi ok, mình kéo ra một xíu. Rồi, mình có thể tắt cái này để nó render không bị lag nè. Rồi, nó hiện khá chậm thì mình sẽ kéo nó vào một ít. Rồi, ok. Rồi, ok nha. Rồi, ok. Đấy, mình đã tạo xong một cái con đường ở này. Rồi, tương tự mình sẽ tạo con đường cho cái đường nhỏ này. Rồi đối với cái test ở dưới này thì mình chỉ cần copy ra thôi. Mình sẽ nhấn giữ phím Alt nè, nhấn giữ phím Alt. Sau đó mình nhấn giữ chuột vào đây, mình kéo lên. Đấy, là mình đã copy thêm một cái layer nữa. Mình nhấn chọn vào cái layer trên này nè, mình kéo ra. Đấy. Thấy không, nó đè lên á. Sau đó mình xoay nó lên. Mình đắp chuột vào. Mình sửa cái test thôi. Được bê tông 5m. Ok, mình sẽ để nó ở vị trí này nha. Kéo nó nhỏ lại một xíu. Rồi, mình kéo nó ngang nè. Rồi, tương tự mình sẽ đưa cái anchor bolt về giữa thôi. Mình để chuột vào cái anchor bolt nè. Đấy, mình kéo cái anchor bolt về giữa thôi. Rồi, ok, mình sẽ để cái đường bê tông 5m ở đây. Mình tăng lên 100% để mình dễ sửa nè. Đấy, rồi ok. Đấy, mình chọn fit lại. Đây, cái đường bê tông 5m này. Đấy. Rồi nó sẽ có vị trí kia luôn. Mình sẽ xem lại video nha. Ở đây mình tạm thời mình ẩn cái này xuống đi. Đấy. Sau đó mình xem lại nè. Đấy, nó sẽ hiện lên ở vị trí này. Rồi ok. Rồi ở đây nó có cái kéo xuống ở đây nè. Do mình hồi nãy mình giảm nó hiện một cái kia á. Nên là mình sẽ chọn vào mình xóa hai cái kia sau đi. Rồi cái vị trí hiện tại của nó đang là đây. Đấy, cái vị trí sâu của nó là vị trí này nè. Đấy, cái vị trí hiện tại của nó đang là 35 nè. Mình xóa cái kia ở đây. Rồi mình kéo cái con trỏ đến vị trí của cái kia mà hồi nãy mình đã kia 50 ở trên của cái này nè. Mình sửa lại là 35. Đấy. Rồi ok, thì nó sẽ nhỏ lại. Rồi mình hiện cái này. Đấy. Hồi nãy cái kia chỗ này mình nhấn delete để mình xóa nha. Rồi mình cùng xem kết quả.
Rồi, ok, mình hiện cái bản đồ lên. Rồi, ok. Rồi, mình đã tạo xong cái hiệu ứng của cái đường của mình nha. Rồi, rồi ở đây bạn có thể thấy là cái hiệu ứng đường của mình nè. Đấy. Ở đây mình vào cái layer đường của mình nha, cái layer edit row này. Đấy. Bạn có thể xem cái hiệu ứng đường của mình nè. Đấy. Rồi, ok, mình sẽ giảm lại nè. Đấy. Tới 30 giây là nó sẽ biến mất nè. Đấy. Tới 30 giây là nó sẽ biến mất nè. Rồi. Do tại cái mình cài đặt cái thời gian ở trong cái hiệu ứng Ray On đấy, mình nhấn vào cái layer graphic nè, cái layer đường này, nó có một cái hiệu ứng Ray On này. Đấy, chỗ này nó ghi là, chỗ này nó ghi là đây này, stroke stroke length này là 30 giây này. Đấy, cái stroke length là cái thời gian của cái đường nó giữ ấy, cái đường của cái hiệu ứng nó giữ lại đó. Là ở đây mình cho nó giữ 30 giây này, bạn thấy không? Đấy, nó giữ tới 30 giây nó sẽ biến mất. Đấy, tới tới đúng số 30 nó sẽ kéo biến mất. Đấy, cái stroke length nó sẽ kéo biến mất hết cái đường nha. Rồi. Đấy, nó kéo biến mất nè. Còn bạn bạn nào muốn muốn nó giữ lâu hơn á thì có thể tăng cái này lên 60. Đấy. Bạn tăng lên 60, bạn tăng hết luôn nha, tăng là phải tăng hết luôn ba cái layer luôn. Đấy. Cái này lên 60. Cái này lên 60 đấy, bạn tăng hết ba cái layer luôn. Thì đấy thì cái đường nhỏ này của mình nó sẽ giữ tới 60 giây này. Đấy, đấy nó giữ tới 1 phút nó mới kéo nó mới xuống hết. Đấy. Là cái này, cái short length này là cái để mình chỉnh cái thời gian thu lại cho cái hiệu ứng đấy. Đấy, cái thời gian mà cái hiệu ứng của mình sẽ cho nó thu lại. Rồi, cái này thì mình sẽ để mình chỉnh sau nha. Đấy. Xíu nữa mình sẽ chỉnh cái thời gian thu lại hiệu ứng là xong. Rồi, ok. Đấy. Cái này mình sẽ thời gian này mình sẽ chỉnh nó bước cuối cùng, mình sẽ thêm những cái chú thích vào rồi mình chỉnh sau. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái khu mực map. Rồi tiếp theo mình sẽ đưa những cái chú thích vị trí vào. Ở đây mình có một cái bộ chú thích vị trí, đây mình có một cái bộ chú thích vị trí như thế này. Rồi này, cái bộ chú thích vị trí này thì mình sẽ bán với giá là 50k nha. Đấy, chỉ với giá hai tô bún bò thôi. Đấy, với giá 50 ngàn thì bạn có thể có được một cái bộ chú thích bao gồm 22 cái chú thích ở trong Premiere Pro, 22 cái chú thích vị trí. Đấy, như là những cái chú thích mình đã giới thiệu ở đầu video đấy. 22 cái chú thích vị trí chỉ với 50 ngàn. Bạn có thể mua được 22 cái chú thích vị trí mà bạn sử dụng được bất kỳ cho dự án nào luôn. Nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái bộ chú thích này của mình. Đấy. Cái bộ chú thích này thì bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc Zalo này. Đấy, để bạn mua với giá 50.000 nha. Rồi, ok. Khi mình gửi cho các bạn cái thư mục Cornell Title á thì nó sẽ có một cái location bin này này. Đấy, bạn đớp chuột vào. Đấy, đớp chuột vào cái location bin type, sau đó bạn import những cái này vào thôi. Rồi, ở đây thì nó có tới tận 22 cái này. Mình sẽ vào Window, mình chọn Essential Graphics nè. Đấy. Mình vào Window trên này nha, chọn Essential Graphics. Nó sẽ mở cái khung graphic này ra. À, mình nói thêm một cái là cái bộ Cornell Title này chỉ sử dụng cho Adobe Premiere Pro 2021 trở lên nha. Đấy. Ở đây mình sử dụng bản 2021 nè. Bạn sử dụng cho bản 2021, 2022 thì mới được, còn từ 2020 trở xuống là không được nha. Đấy, nên các bạn lưu ý 2020 trở xuống không được, chỉ sử dụng cho 2021, 2022 thôi. Đấy, mình mở cái Essential Graphics lên nè. Bạn vào Windows nè, bạn mở cái Essential Graphics lên. Giờ mình sẽ đưa import nó vào. Ngay tại vị trí ở cái góc màn hình nó có cái dấu cộng nè. Đấy, chỗ này bạn đưa chuột vào, nó ghi là Intermotion Graphics Template nè. Bạn nhấn dấu cộng vào đây. Đấy, bạn chọn đến cái thư mục của mình đấy. Cái thư mục của mình là cái thư mục bạn tải, mình sẽ gửi cho bạn bạn khi bạn mua mình sẽ gửi cho bạn cái thư mục này. Đấy, cái thư mục location bin premier này, hai bạn đắp chuột vào. Sau đó bạn ở đây nó có ba cái thư mục, bạn đắp chuột vào cái location bin thai nha. Đấy, sau đó bạn đắp chuột vào cái location một này. Ở đây mình không chọn nhiều cái được, mình không có chọn nhiều cái được nên là mình sẽ chọn từng cái thôi. Mình chọn cái một này, nhấn open. Đấy, ở trên này nó sẽ thêm một cái mod vào này. Đấy, nó ở đây nè. Rồi, có thể nhiều bạn á, khi bạn nhấn chuột vào bạn add á,
thì nó sẽ không, mình sẽ không thấy cái này là các bạn đang ở cái mode là sort by title này, thì nó đang không thấy cái này, nó chìm xuống dưới á, nên là bạn bạn chọn vào cái dấu ba gạch ở đây này đấy, bạn chọn là resend nha, thì nó sẽ hiện cái mới nhất trước. Rồi cái đây là cái độ lớn của cái icon thì bạn cứ kéo lên thôi đấy, bạn kéo lên này nó to này đấy, bạn kéo xuống này nó nhỏ này, rồi ok đấy. Rồi ở đây thì mình cứ làm tương tự như vậy đối với 21 cái còn lại nha, bạn nhấn dấu cộng ở đây này, đắp chuột vào cái hai này, nó nhanh lắm đấy, nhấn dấu cộng ở đây, đắp chuột vào cái ba, rồi nhấn dấu cộng ở đây, nhấn dấu cộng ở đây, chọn cái năm đấy. Cái bước này thì mình sẽ import nhanh nha, nhấn dấu cộng ở đây này, chọn cái 6. Rồi chọn cái 22 đấy, mình đã import xong 22 cái location, cái chú thích vị trí vào đấy, cái một mà đấy, nó kéo lên cái 22. Rồi bạn có thể, bạn nhớ vào đây chọn resend thì nó mới hiện lên nha, ban đầu là nó ở sort by title này, vào đây chọn resend đấy, nó hiện lên cái mới nhất trước. Rồi giờ mình sẽ sử dụng những cái canal này để chú thích những vị trí tiện ích trên bản đồ đấy. Rồi mình kéo cái này đi hãy cho nó rộng. Rồi giờ mình sẽ chú thích tiện ích trên bản đồ nha. Rồi ở đây để thêm những cái này vào, ở trên này nó bị hết những cái track video rồi, thì mình chuột phải nè, mình chuột phải vào không trống, mình chọn add track nè, chỗ này mình sẽ thêm không cái audio track nè. Rồi sau đó mình sẽ thêm tầm 4 cái đi, 4 cái video track đi. Rồi đấy, ở đây nó sẽ thêm cái V4, V5, V6, V7. Rồi ở đây thì nó bị khuất á, nên mình sẽ cái khung âm thanh này mình không sử dụng, nên mình sẽ để chuột vào đây. Nó có mũi tên hai chiều này, mình kéo xuống này đấy, nó V4, V5, V6, V7 này. Rồi giờ mình sẽ thêm những cái tiện ích xung quanh vào đấy. Trước tiên thì mình cần thêm cái vị trí lô đất của mình nha. Rồi ví dụ đầu tiên mình sẽ chú thích cái vị trí lô đất của mình nha. Cái vị trí lô đất thì mình sẽ chọn một cái nó khác biệt một xíu. Ví dụ những cái này thì nó gồm có hình ảnh và chữ nè. Rồi những cái này nó gồm có text không à. Còn cái vị trí lô đất mình sẽ chọn cái vừa có text, vừa có chữ, vừa có hình ảnh luôn nha. Mình sẽ chọn cái 22 này. Đấy, mình kéo ra. Này, bạn nhấn giữ chuột vào cái bạn muốn chọn nè. Nhấn giữ chuột, bạn kéo, bạn thả vào đây thôi. Thả vào cái timeline của mình thôi. Rồi, sau đó mình zoom lên xem nè. Này. Vì nó khá là to nên mình sẽ scale nó lại trước. Mình sẽ chọn vào cái layer của này của mình nè. Mình chọn vào cái layer này nó bên này nó sẽ tự chuyển qua một edit luôn. Sau đó cái scale đây nè, mình sẽ scale nó nhỏ lại. Đấy. Rồi. Trước tiên giờ mình sẽ chỉnh màu sắc vị trí cho nó. Rồi mình sổ xuống mày này. Rồi, cái đây là cái mục color nha. Đấy. Cái mục color của mình, cái màu sắc. Rồi cái này là cái mục footage, là cái hình của mình đấy. Mình thả cái hình lô đất vào đây nè. Cái hình nó sẽ ở vị trí này. Đó, mình thả vào đây. Còn cái mục này là cái mục mình sổ xuống cái mục test này, cái mục ghi chữ nè. Đấy. Ok. Rồi trước tiên thì mình sẽ sửa cái mục. Mình sẽ thêm cái hình vào. Ở đây mình sẽ có một cái hình như này. Đấy, cái hình lô đất như này. Mình kéo, mình thả vào cái chỗ footage này. Đấy, kéo thả vào cái khối khung đen này nè, kéo thả vào đây, nó sẽ hiện lên trên này đấy. Bạn có thể scale nó tùy ý này, chỗ này bạn có thể scale nó nè đấy, bạn cho nhỏ nó tùy ý đấy. Rồi ok, mình sẽ to lên rồi ok, hoặc là bạn có thể dịch chuyển vị trí cho nó nè đấy. Rồi mình Ctrl Z lại đấy, mình sẽ để cái hình của mình ở vị trí này. Chỗ này thì mình sẽ kéo xuống cái mục test, mình sẽ sửa chữ cho nó. Rồi cái test ở chỗ này, cái test 1 là cái test lớn ở đây này. Đấy, cái test 1 là test lớn ở đây này, mình đâm nhấn chuột vào. Mình sẽ chọn nó là, mình sẽ ghi nó là vị trí lô đất. Đấy, trên này nó sẽ sửa thành vị trí lô đất này. Đấy. Nhưng mà cái font chữ nó hơi bị
cái font chữ nó hơi bị xấu đấy, cho nên mình nhấn vào đây mình đổi cái font cho nó, là mình sẽ chọn là Gotham. Mình sẽ chọn cái font, bạn chọn cái font nào bạn hay sử dụng thôi đấy. Còn bạn muốn, nếu ghi muốn xuống dòng á thì bạn nhấn vào đây nè, bạn enter thì trong này nó sẽ xuống dòng cho bạn luôn đấy, ok chưa? Rồi sau đó thì mình kéo cái vị trí lô đất xíu nữa, mình sẽ chỉnh vị trí nó ở đây sau. Còn cái test 2 này nếu bạn muốn sử dụng á thì bạn bạn đánh vào, bạn ở đây ví dụ mình đánh cái địa chỉ của cái lô đất của mình á, Cam Nghĩa phải Cam Ranh đi chẳng hạn đấy. Rồi ok, xem mình sẽ đổi font cho nó luôn, mình sẽ đổi một cái font bình thường hơn đây đấy. Rồi đấy. Rồi ở đây thì nó có bạn nếu muốn sử dụng thì bạn để cái chữ nhỏ dưới này, còn bạn không muốn sử dụng thì bạn ở cái khung độ lớn này, cái thanh độ lớn này, bạn kéo nó về không đấy là nó sẽ biến mất, bạn kéo nó về một là nó sẽ biến mất luôn đấy. Hoặc là bạn kéo nó lên, mình ở đây mình sử dụng nó luôn nha. Rồi rồi ok, sau đó cái vị trí lô đất này mình sẽ tăng độ lớn cho nó lên một xíu. Rồi mình chọn cái position này để mình kéo nó về giữa đấy. Rồi tương tự cái position 2 này mình sẽ cũng kéo nó về giữa tăng nó lên một xíu. Đấy, rồi. Đấy. Đấy, cái vị trí của mình là nó sẽ như thế này. Hoặc là bạn có thể ghi xuống dòng nha, bạn thấy cái nào đẹp thì bạn ghi thôi. Rồi, đấy mình phải chỉnh cái hai cái thuộc tính đó. Chỗ này mình sẽ chọn là Ultra đi cũng được. Chọn Black. Đấy. Đấy. Sau đó cái dưới này thì mình chọn bold. Rồi ok, mình sẽ làm cái vị trí lô đất nó hơi to một xíu. Rồi, sau đó giờ cuối cùng mình chỉnh xong hình ảnh và chữ thì mình sẽ kéo lên cái khung chỉnh màu. Đấy, cái khung color ở đây nè. Đấy, bạn sổ xuống ở đây nè. Sổ cái color xuống, đấy nó có chỉnh màu nè. Ở cái màu sắc á thì mình sẽ chỉnh ở đây cái locator color này, ba ba cái đầu tiên á, cái này nè, 1 2 3 nè là chỉnh cho cái này. Đấy. Còn cái 4 á là cái chỉnh cho cái vòng tròn ở giữa trắng trắng này. Còn cái frame color là cái nền của hai cái ô này. Đấy, cái nền của hai cái ô này. Còn cái text color là cái màu chữ nha. Rồi, ở đây cái locator color này bạn có thể nhấn vào cái bút ở đây nè. Đấy, bạn chọn màu. Bạn chọn màu trên bản đồ. Đấy, cái Đấy, bạn có thể nhấn bạn chọn màu. Đấy, bạn chọn màu thì nó bạn phối khá là xấu. Nên là mình chọn một mình chọn ngay cái ô này. Đấy. Có hai cách là bạn chọn. Đấy. Mình có thể mình chọn hai cái ô này cũng được. Bạn thấy không? Ok không? Đấy, bạn chọn màu thôi. Đấy. Đấy, cái này bạn có thể chọn màu tự do. Đây mình sẽ chọn màu này đi. Đấy, màu vàng này đi. Đấy. Rồi ok. Rồi, đối với cái locator color 4 này là cái vòng tròn ở giữa thì bạn có thể click vào bạn chọn màu cho nó. Đấy. Rồi đây mình sẽ để màu trắng luôn cho nó đẹp. Rồi, đối với cái frame color này là cái nền của cái ô này, bạn click vào. Đấy, ok không? Còn cái text color là cái nhấn vào cái chữ này, mình có thể để màu đen nè. Hoặc là bạn để màu trắng. Đấy. Nền xanh chữ vàng đi cũng đẹp. Rồi. Hoặc là mình để chữ trắng đi. Rồi. Nền mình sẽ để màu xanh nhạt một xíu. Đấy.
Đấy, ok. Rồi, sau khi mình chỉnh màu xong các vị trí của mình á thì mình sẽ scale nó lại nè. Sau đó mình kéo nó, mình scale nó lại xong nha. Mình chọn vào cái layer nó nè. Mình ở trong này mình chọn vào cái layer position nè. Position ở đây nè. Đấy, mình kéo nó ở trên này. Đấy, mình nhấn giữ hai trục này mình kéo qua. Hoặc là mình có thể kéo trực tiếp trên nó luôn. Đấy. Đấy, bạn nắm bạn kéo này, bạn chọn vào cái chữ motion ở đây nè, bạn nắm bạn kéo. Rồi. Đấy, mình đặt ở vị trí của mình. Rồi, chỗ này mình sẽ zoom lên 100% để mình đặt cho nó chính xác. Ok. Rồi, ok, mình sẽ đặt ở vị trí này đi. Ngay tại vị trí bắt đầu của cái đường. Rồi. Rồi, mình sẽ scale nó nhỏ lại. Đấy. Mình để tầm 17 đi. Rồi ok, mình chọn fit nè. Đấy. Rồi giờ mình cùng xem kết quả nha. Đấy. Bạn thấy không, nó hiện lên vị trí lô đất nè. Đấy. Rồi ok. Đấy. Rồi. Ở đây thì nó khá lát nên bạn muốn render một mình nó thì bạn cứ tắt cái đường đi, cái đường thì nó lát lắm. Vậy mình sẽ render một mình nó đấy. Rồi ok. Rồi ok nha. Rồi. Ở đây bạn để ý một cái này là cái này nó chỉ tồn tại thời gian mặc định của nó là chỉ có 7 giây thôi. Đấy, bạn xem nè. Mình chạy từ đấy. Tới 7 giây thì nó sẽ rút xuống. Đấy. Nên là bạn nào mà muốn tăng thời gian nó lên á thì bạn phải tăng thời gian nó lên nha. Chứ không thì nó sẽ chỉ có 7 giây thôi. Đấy. Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách tăng thời gian của cái Conan Title này lên. Để tăng thời gian của nó thì đầu tiên bạn phải khóa hết những cái layer dưới trừ nó nha. Ví dụ ở đây có 3 cái layer này. Đấy. Mình nhấn vào cái ổ khóa ở đây này, mình khóa để mình không tác động vào những cái layer này được. Đấy, mình không nhấn chọn được nè. Đấy. Có bao nhiêu cái layer thì bạn khóa hết ngoại trừ nó thôi. Nó thì bạn không khóa thôi, còn những cái layer còn lại thì bạn khóa hết. Rồi. Ok. Rồi. Bạn để con chuột ở vị trí giữa nè. Giữa cái location bin type này, đấy vị trí mà nó ổn định đấy, vị trí mà nó hiện lên hết đấy. Bạn chuột phải, bạn chọn là insert frame hole segment này. Đấy, chuột phải vào nó chọn insert frame hole segment. Đấy, nó sẽ hiện ra cái đoạn ở giữa, cái đoạn đóng băng ở giữa. Rồi, còn cái đoạn đầu với đoạn cuối này, đoạn cuối thì mình muốn kéo đến thời gian là mình kết thúc thôi. Ví dụ ở đây mình muốn cho nó tới 12 giây đi, mình kéo tới đây. Đấy. Sau đó cái đoạn giữa thì mình sẽ để chuột vào vị trí này. Nó hiện hình cái mũi tên này. Bạn kéo nó tới, nối lại hai cái đoạn lại với nhau. Hai bạn nối ba đoạn lại với nhau. Giờ thì nó sẽ tăng thời gian lên. Đấy, đấy. Rồi, đấy, tới 10 giây, 11 giây thì nó mới rút xuống. Tới 12 giây thì nó mới rút xuống. Rồi, ok nha. Rồi, giờ mình sẽ... Sau khi xong thì mình sẽ mở khóa những cái này. Sau đó mình hiện con đường lên. Đấy. Rồi, ok. Tương tự thì mình sẽ dùng những cái... Mình qua một bro này. Mình dùng những cái location còn lại để mình chú thích những cái tiện ích còn lại. Rồi, ví dụ ở đây mình có một cái trường học đi. Rồi, chỗ này mình có một cái trường học ở vị trí này. Thì mình sẽ sử dụng một cái Conan Title nha. Mình sử dụng một cái chú thích vị trí cho cái trường học của mình. Ví dụ mình sử dụng cái nào mà nó xoay ra hướng này đi. Đây, đấy, mình sử dụng cái này.
mình kéo mình thả lên cái timeline của mình. Đấy. Rồi, ok. Đấy, cái vị trí trung học của mình này, mình nhấn chọn cái này, trên này nó sẽ qua một edit nha. Đấy. Sau đó mình sẽ scale nó xuống. Rồi, mình để nhảy để xíu mình scale sau. Rồi, ok. Vậy mình ở đây thì nó không có cái hình, nó chỉ có cái color với cái text thôi. Mình sổ cái color này, mình sổ cái text xuống nè. Đấy, kéo xuống cái text mình chỉnh sửa trước. Rồi, mình tiếp tục mình sửa cái text 1 ở đây. Cái text 1 là cái text lớn trên này nè. Đấy, mình đập chuột vào mình sửa là trường trung học cơ sở chẳng hạn. Đấy. Trường trung học phổ thông đi. Đấy, cái này là cái trường của mình nè. Rồi, ở đây thì mình sẽ chỉnh lại cái font cho nó. Rồi, đấy, mình chỉnh lại font ở mục này. Rồi, sau đó mình kéo cái position của cái text qua. Đấy. Mình cho nó nhỏ lại một xíu nha, để cho nó vừa với cái khung của mình. Rồi, ok, mình kéo cái position qua. Rồi, ở dưới này là cái, ví dụ mình sẽ không ghi địa chỉ, mình sẽ ghi cách cái khu vực lô đất của mình bao nhiêu. Đấy, cách cái vị trí của mình bao nhiêu. Ví dụ cái trường này thì cách 800m đi. Mình sẽ chọn ở dưới này, mình ghi là cách 800m. Đấy. Đó, ok, chỗ này mình cũng sẽ chọn font luôn. Rồi, đấy. Chỗ này bạn muốn ghi thường á, bạn muốn ghi thường á, thì bạn nhấn vào hai cái chữ T ở đây nè. Đấy, nó sẽ chuyển sang chữ thường. Đấy, chỗ này là viết ho nè, cái này là viết thường nè. Rồi, sau đó mình cho nó to lên một xíu. Rồi mình kéo nó về giữa luôn, tương tự mình kéo nó về giữa. Đấy, cái chỗ trục y này thì mình kéo nó xuống. Rồi, ok. Đấy, rồi, ok. Rồi, giờ mình kéo lên mình chỉnh màu sắc thôi. Đấy, màu sắc ở những cái mục này. Rồi, cái khu vực trường học này thì mình sẽ chỉnh màu nó một xíu nha. Rồi, cái bạn có thể để mặc định cho nó phân biệt với cái vị trí lô đất của mình, hoặc là bạn có thể chỉnh màu ở đây. Đấy, bạn chỉnh cái location và cái màu nhạt nhạt một xíu. Đấy, rồi, sau đó cái frame color nè, cái frame color là cái viền ở ngoài đây nè. Rồi, trước hết mình sẽ chỉnh cái nền nha. Cái frame color 4 là cái nền trắng nè. Bạn nhìn cái màu ở đây là bạn nhìn đeo đây là bạn đoán được à. Đấy, mình sẽ chuyển sang cái nền vàng nè. Đấy, mình nhìn cái màu là mình đoán được nó ở đâu à. Cái text color mình sẽ chuyển qua màu. Rồi, màu đen đi. Đấy, còn cái những cái frame ở đây thì mình sẽ chỉnh màu xanh lá cây. Đấy, mình có thể chỉnh tùy màu sắc tùy mình thôi. Rồi, cái frame này mình sẽ chuyển qua màu. Đấy, rồi, ok. Rồi, cái font này mình sẽ cho nó lên đậm một xíu nha. Đấy. Rồi, sau đó thì mình sẽ chọn vào một motion này. Mình sẽ giảm nhỏ nó lại một xíu, 17 thôi. Mình để 17 thôi. Đấy, 16 thôi. 17, 15 đi. Rồi, mình sẽ đưa nó vào một motion này. Mình sau đó mình sẽ chọn một motion ở đây nè. Mình sẽ kéo cái nó mình để vào cái trường của mình. Ví dụ cái vị trí trường của mình ở đây đi. Đây, cái vị trí trường của mình ở đây. Đấy. Đấy, thì mình sẽ để ngay cái vị trí trường của mình ở đây. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ kéo vị trí ở dưới này, mình sẽ kéo vị trí cho nó xuất hiện sau nha.
con đường xuất hiện xong thì nó sẽ xuất hiện cái trường. Rồi. Nó hơi lát, máy nó yếu nên nó hơi lát. Đấy. Rồi, con đường xuất hiện xong nè. Tiếp tục cái tên đường xuất hiện lên nè, thì mình sẽ xuất hiện những cái tiện ích. Mình sẽ kéo đến vị trí này. Đấy, cho nó xuất hiện những cái tiện ích lên. Đấy, rồi, cái trường nè. Tương tự thì mình sẽ tạo những cái ủy ban này, trạm y tế này. Cái trường này mình sẽ cho nó nhỏ lại một xíu nha, nó hơi to đấy. Mình sẽ cho nó 13 thôi, cho nó nhỏ lại một xíu. Rồi, 10, 11 đi. Rồi, 12 đi. Đấy, chỗ scale này. Rồi, sau đó mình ở mục này mình sẽ chọn phần motion này. Mình sẽ kéo nó đến vị trí cái trường. Đấy, trên cái khung review thì nó nhỏ thôi, chứ nếu lúc bạn xuất video ra thì bạn sẽ thấy được nha, nó lớn ấy. Tương tự mình sẽ qua một bro này, mình sẽ tạo một cái ủy ban nhân dân phường nha. Rồi, ví dụ mình sẽ chọn cái location này đi. Mình sẽ tạo cái ủy ban nhân dân phường bên này, mình kéo vào. Đấy, mình thả lên, mình sẽ cho nó xuất hiện cùng với cái trường luôn. Nên mình sẽ, ở dưới này mình sẽ để bằng vị trí luôn, bằng cái thời gian luôn. Đấy, mình sẽ kéo đến vị trí nó xuất hiện ra hết nè. Sau đó mình ở đây nó có hai mục, một mục là cái test nhỏ, một mục test lớn này. Mình qua một trước tiên mình sổ cái test xuống, mình chỉnh sửa trước. Cái test này thì mình sẽ ghi là ủy ban nhân dân phường, rồi Cam Nghĩa chẳng hạn. Đấy, đấy, sau đó mình đổi font cho nó, chỗ này mình sẽ sửa thành Gotham Black đi. Đấy. Rồi, cái này bạn thấy nó khá to, nó tràn ra ngoài đúng không? Nên mình sẽ kéo nó nhỏ lại nè. Đấy. Đấy, bạn kéo nó nhỏ lại, sau đó bạn kéo shift nó vào một xíu thôi. Đấy, là nó sẽ ở vị trí cân nhân. Còn ở vị trí này thì mình sẽ bỏ cái viết ở đây nè. Đấy, mình sẽ ghi là cách 1 km đi. Cách 1 km. Rồi. Đấy. Đấy, cách 1 km nha. Sau đó mình cũng sẽ đổi font luôn. Mình sẽ thay sử dụng cái font Gotham này nè. Bạn sử dụng font Gotham này này, nó rất to và rõ ràng. Đấy. Sau đó mình cho nó to lên. Lúc đầu chỉnh sửa thì bạn nên để ở vị trí sao cho bạn nhìn thấy nha. Bạn nhìn thấy rõ nhất, sau đó bạn scale sau. Đấy, bạn cho nó to lên nè, bạn kéo nó to lên nè. Sau đó nó bị trồi lên á. Thì mình sẽ kéo cho cái trục Y nè, cái chỗ Y nè. Đấy, mình kéo nó xuống. Đấy, quá ok. Rồi, ok. Sau đó bạn có thể để mặc định. Cái này mình sẽ để mặc định, nhưng mình các bạn có thể chỉnh sửa màu sắc cho nó ở trên color này. Đấy, cái location thì mình để mặc định luôn. Còn cái mình chỉ chỉnh cái chữ thôi. Cái small farm color này, là cái test color này, nhấn vào đây chữa cái chữ sang màu đen. Rồi, còn ở cái small farm color đó là cái màu sắc của cái khung bên dưới này đó. Ở đây mình chỉnh sửa cho bạn xem. Đấy, màu sắc của cái khung nhỏ bên dưới đấy. Rồi, cái small farm color, big farm color này là cái màu sắc của khung bên trên. Mình cũng sẽ để nó cùng màu luôn. Đấy, rồi ok. Rồi mình sẽ chỉnh nhiêu đó thôi. Sau đó thì bạn muốn chỉnh thêm màu thì bạn chỉnh ở đây là nó sẽ được thôi. Sau đó thì mình sẽ scale ở mục này nè. Đấy. Bạn scale về 10, 12 như hồi nãy đi, như cái giống này đi. Sau đó bạn rồi 11 đi. Cái lô đất của mình phải để nổi bật lên cho nó to nhất cho mọi người nhìn thấy. Còn những cái tiện ích xung quanh thì mình làm cùng màu. Đấy. Rồi ok, mình nhấn vào cái motion ở đây, mình kéo nó, mình thả vào cái vị trí mà bạn muốn chú thích. Ví dụ ở đây. Ví dụ ở vị trí này. Đây. Ở đây mình có một lời khuyên cho các bạn là cái lô đất của mình á, thì mình để màu sắc của nó khác với những cái vị trí mà cái khu tiện ích xung quanh, thì mình để đồng bộ màu sắc
để cho người nhìn có thể nhìn vô, người xem có thể nhìn vô phân biệt được đâu là lô đất này, người ta nhìn vô phân biệt liền được cái vị trí khác này, nhìn vô đây là lô đất, còn đây là những cái tiện ích xung quanh nó đồng bộ với nhau. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái bệnh viện ở đây nha, trạm y tế ở đây. Đấy, mình nhấn qua này, mình sẽ chọn cái nó xoay về hướng bên này đi. Mình tương tự mình sẽ chọn cái này, mình kéo ra, đấy, mình thả lên. Ở đây thì bạn có thể chọn hai cái cùng một style cũng được nha. Ví dụ bạn ở đây bạn chọn một cái title 7 rồi, thì ở đây tiếp tục bạn có thể chọn lại cái title 7 đó. Đấy, bạn có thể chọn lại cái title 7 ra và sử dụng bình thường. Ở đây mình sẽ ví dụ cho mẫu cho các bạn xem. Ví dụ đây, mình sẽ chọn cái title 7 nè. Đấy, bạn kéo ra nè. Đấy, giờ bạn có thể vào bạn thay đổi bình thường. Đấy, nó không ảnh hưởng về gì với cái title 7 bên này hết á. Đấy, rồi, ok nha. Cái này thì mình sẽ thu nhỏ nó lại một ít. Rồi. Chỗ này mình sẽ xổ cái phần test xuống nè. Cái này là mình sẽ ghi là trạm y tế. Đấy. Đấy, rồi, ok. Mình sẽ chọn font cho nó. Rồi. Go thầm bold đi. Rồi. Chỗ này nó có cái font nghiêng này, nên mình sẽ chọn bold. Rồi, ok. Chọn black đi cũng được. Rồi. Sau đó mình tăng cho nó to lên. Rồi, sau đó mình kéo nó xuống. Đấy. Rồi, tương tự ở dưới này mình sẽ ghi là cách 1.5 km đi chẳng hạn. Rồi, đấy. Mình sẽ đổi font cho nó luôn. Rồi, ok. Cho nó to lên một xíu. Rồi, đấy. Rồi, lên một thay đổi màu. Ở đây thì mình chỉ thay đổi cái màu test thôi, cho nó nhanh. Đây, nhấn vào cái test color ở đây nè. Đổi màu test cho nó. Đấy, rồi, ok. Những cái này mình sẽ giữ nguyên lại nha. Rồi, sau đó mình chọn vào cái motion này. Rồi, mình sẽ scale nó về trước đi. Mình sẽ scale nó về 12/12 đi. Đấy. Sau đó chọn vào cái motion này, kéo nó thả đến cái vị trí mà mình muốn chú thích. Đấy, đấy. Ví dụ nó ở vị trí này. Rồi, ok. Đấy, bạn thấy nếu bạn thấy nó to thì bạn cho nó xuống 11 thôi. Rồi, ở đây mình sẽ thêm một cái khu là chợ đi. Rồi, ok. Chỗ này mình sẽ thiếu một cái, mình thiếu một cái layer này, mình chuột phải này, mình chọn add track nè. Mình sẽ cái audio track thì mình thêm 0, còn cái video track thì mình thêm 1. Nó sẽ thêm cái V8 ở trên này. Rồi, tương tự mình sẽ qua một row này, mình chọn cái mình chọn một cái location thôi. Mình có thể chọn cái lại cái 7 này nên mình, nhưng mà mình chọn lại cái khác đi. Rồi đây, mình sẽ chọn cái này. Rồi, mình kéo mình thả vô. Đấy. Rồi, mình sẽ scale nó lại một xíu. Rồi, cái test này mình sẽ sổ xuống, mình sẽ chọn là ghi là chợ Cam Nghĩa đi. Đấy. Mình sẽ thay đổi font cho nó là Gotham. Gotham Black. Rồi, ok. Scale cho nó to lên một xíu. Rồi, đẩy nó qua. Đấy. Rồi, tương tự ở dưới này mình sẽ ghi là cách, cái này là cách 1.2 km. Rồi, ok. Đấy. Sau đó mình sẽ đổi font cho nó là rồi, mình cho nó nhỏ lên một xíu. Rồi, ok, mình kéo nó ra giữa. Tương tự mình sẽ lên này mình đổi màu cho nó.
Mở cái một color xuống, cái phần này mình sẽ giữ nguyên nè, cái phần này mình sẽ đổi màu chữ thôi. Nhấn vào cái text ở đây, chuyển cái text sang màu xanh. Đấy. Rồi, ok. Cái text mình để màu xanh đi, còn những cái kia mình giữ. Rồi, cái này thì mình sẽ scale nó xuống 10, 12 nè. Cho nó lên 13 đi. Rồi, ok, mình sẽ chọn vào một motion ở đây này, mình kéo nó đến vị trí mà mình muốn đặt. Đấy. Đấy, cái chợ ví dụ mình đặt ở đây đi. Rồi, ok. Đấy, ok. Ở đây thì mình chỉ ví dụ 4 vị trí thôi, 4 vị trí cái chợ thôi. Đấy. Rồi, mình cho nó nhỏ lại một xíu, 12. Rồi. Ở đây mình ví dụ với các bạn 4 vị trí tiện ích thôi. Các bạn có thể làm nhiều hơn nha. Đấy, bạn có thể làm nhiều hơn. Và bạn chọn lại những cái layer này thì nó không trùng lặp nha. Nó không bị đè lên. Ví dụ ở đây bạn chọn cái 10 nè. Sau đó bạn muốn một cái sâu nữa. Cái sâu bạn thấy cái 10 đẹp quá. Bạn muốn chọn thêm cái 10 bạn làm nữa. Thì bạn cứ kéo cái 10 ra bạn làm bình thường thôi. Thì bạn cứ kéo cái 10 ra ở đây. Bạn làm bình thường thôi. Nó không ảnh hưởng gì tới cái 10 trước đó bạn đã làm. Đấy. Để đây mình ví dụ luôn nè, bạn kéo mình kéo thêm một cái 10 nè. Đấy. Mình chọn cái test ở đây mình thay đổi test nè. Ví dụ bệnh viện nè. Đấy. Thì cái 10 ở đây nó cũng đâu có thay đổi gì đâu. Đấy. Cái 10 ở đây nó vẫn là ủy ban nhân dân phường thôi. Đấy. Nó không có bị xung đột. Đấy, cái này nó vẫn là bệnh viện, còn cái này nó vẫn là ủy ban dân phường thôi. Rồi, ok, mình delete, mình xóa nó đi. Rồi, sau khi tạo xong á, thì mình giờ mình sẽ bắt đầu mình tạo cái điểm kết thúc cho nó. Ở đây tất cả nó đều là 7 giây, nên mình sẽ tăng thời gian nó lên một xíu. Rồi, giờ mình sẽ tăng thời gian những cái chú thích này lên nha. Ví dụ mình làm tương tự với cách hồi nãy thôi, mình kéo về giữa nè. Giờ mình muốn tăng cái tay 2 nè, thì mình sẽ khó tất cả những cái hiệu ứng, khó tất cả những cái layer khác ngoại trừ nó. Đấy, đấy, mình giờ mình khó lại. Đấy, insert frame hole segment. Rồi, ok, cái này mình kéo tới. Rồi, cái này mình khó cái này lại, mình mở khó cái này ra. Rồi, mình chuột phải chọn insert frame hole segment, sau đó mình kéo cái này ra. Rồi, kéo cái này cho nó giáp. Rồi, ok, tương tự với hai chú thích còn lại. Bạn khó bạn phải có nhớ khó hết tất cả nha, chứ không là bạn để một cái layer nào mà còn trống á thì nó bạn chưa khó thì nó sẽ ảnh hưởng lên luôn á. Đấy. Rồi, mình có hết tất cả những layer khác ngoại trừ nó thôi. Mình chọn insert frame hole segment. Rồi, mình kéo đến vị trí này, sau đó mình kéo cái này ra, giáp vào. Rồi. Ok, sau khi xong thì mình sẽ mở khó tất cả. Rồi, ok. Cái này thì cái những cái này đến vị trí này nó mới kết thúc, nhưng mà cái lô đất của mình nó kết thúc trước nè, nên mình sẽ cho cái lô đất dài ra thêm xíu. Cái lô đất thì nó phải kết thúc sau nha. Đấy. Lô đất thì nó kết thúc sau đi. Đấy, mình kéo cái lô đất cho nó dài ra tới vị trí này luôn. Rồi, ok. Để mình xem. Đấy, rồi, ok. Sau đó thì mình sẽ kéo cái này. Đấy, để chuột nó hiện hình mũi tên màu đỏ này. Kéo. Đấy, nó tiếp giáp. Rồi, đấy, xong. Mình để điều chỉnh thời gian xong. Rồi, ở đây thì mình sẽ thu cái hiệu ứng. Tới này thì cái toàn bộ cái những cái chú thích của mình nó thu lại nè. Thì mình cũng sẽ thu cái chữ và cái hiệu ứng đường lại luôn nha. Rồi, mình sẽ zoom out, zoom in cái timeline mình lên nè. Trước tiên là cái chữ nè, cái chữ những hai cái test này nè. Đấy. Đấy, cái này nó thu lại nè. Đấy, tới vị trí này mình sẽ thu cái đường lại luôn. Rồi, ok. Cái đường bê tông 5m này mình sẽ nhấn vào đây. Chỗ này mình sẽ kéo xuống này, nó có hai cái key scale nè. Đấy. Rồi, đấy. Mình sẽ tạo một cái key mới bằng cách nhấn vào
mình sẽ tạo một cái key mới ở ngay vị trí hiện tại của nó, ngay cái độ scale hiện tại của nó là 35 á, bằng cách nhấn vào cái nút ở đây. Đấy, cái nút tròn tròn ở đây. Đấy, nó tạo một cái key mới này. Sau đó mình kéo một ít ra sau. Mình đưa cái scale này về 0, mình nhấn vào mình đánh 0. Đấy, là nó thu lại thôi, nó thu gọn lại thôi. Đây bạn cùng xem nè. Đấy, rồi. Tương tự đối với cái đường tỉnh lộ này. Ngay tại vị trí của cái đường nhỏ này nó thu lại tại vị trí nào thì mình sẽ cho cái đường tỉnh lộ nó thu lại luôn. Ok. Zoom lên. Rồi, chỗ này mình sẽ nhấn vào cái vị trí hiện tại của nó 50 này. Sau đó mình kéo một ít, mình kéo ra sau một ít, mình đánh, mình chọn cái này mình đánh 0 vào. Đấy. Rồi. Ok. Rồi, ok. Rồi, tới vị trí này thì những cái này nó thu lại, mình sẽ cho cái đường nó thu lại luôn nha. Cái đường của mình thì mình nhấn vào cái sequence edit rule này. Mình vẫn để cái thanh timeline tại vị trí cái đường nó thu lại này, vị trí 14 giây 25 này. Mình nhấn vào vị trí này nó cũng sẽ ở 14 giây 25 luôn. Đấy. Trước tiên mình sẽ chọn cái key hồi nãy mình nói với các bạn đấy. Mình kéo xuống nè. Mình đầu tiên mình sẽ chọn, mình sẽ thay đổi tất cả ở 6 cái layer này luôn nha. Đấy, mình kéo xuống cái layer đầu tiên này, mình chọn cái layer đầu tiên nè. Cái layer này là layer bản đồ rồi. Cái hình bản đồ rồi, cái layer đầu tiên là cái layer đường nè. Đấy. Chỗ này thì nó ghi là 60 giây. Hồi nãy mình chuyển thành 60 giây. Đó, cái stroke length là cái vị trí kết thúc á. Cái chiều dài của cái thời gian để nó kết thúc là 60 giây á, kể từ vị trí bắt đầu đấy. Mình sẽ ở đây thì 14 giây 25 đúng không? Thì mình sẽ cho nó tầm 15 giây đi. Nó sẽ kết thúc. Rồi, đấy. Tương tự mình sẽ chọn cái layer thứ hai. Hồi nãy mình nhân đôi lên để làm hiệu ứng glow á, cho nên mình sẽ chọn lại 15 giây. Đấy, mình sửa hết tất cả 6 cái layer luôn. Chỗ này mình cũng để 15 giây. Tương tự những cái layer trên mình cũng kéo xuống cái hiệu ứng dry on này. Đấy. Chỗ này mình để 15 giây. Mặc định của nó đang là 30 giây nè. Đấy, mình sẽ để 15 giây. Rồi. Chỗ này mình cũng sẽ kéo xuống mình để 15 giây. Rồi mình đã sửa hết tất cả 6 cái layer. Thì tới vị trí 15 giây nó sẽ bắt đầu rút. Đấy, đây đây. Rồi ok, mình qua một map của mình. Thì vị trí 15 giây thì nó sẽ bắt đầu rút đúng không? Đấy. Đấy, nó rút hết nè. Nên là những cái vị trí sau thì nó sẽ thừa. Đấy. Từ vị trí nó rút tới 18 giây nó mới hết nè. Đấy, nó rút hết. Nên là mình sẽ cắt ở vị trí đây, mình kéo đến vị trí 20 giây đi, mình cắt. Đấy, mình cắt video của mình tại vị trí 20 giây. Đấy. Đấy, nó còn thừa khúc sau nè, khúc sau thì không sử dụng rồi. Mình sẽ cắt nó đi. Rồi, mình ở đây mình sẽ chọn cái công cụ cái dao lam ở đây nè, cái razor tool này, hạt nhấn phím C nè. Đấy, chọn ở đây. Mình để chuột ngay vị trí mình muốn cắt nè, cái vị trí còn trỏ luôn nè. Đấy, mình cắt. Rồi, cái một cái layer thứ hai cắt nè, layer cuối cùng cắt. Rồi, sau đó mình quét, nhấn giữ chuột quét chọn ba cái layer phía sau mình không sử dụng nè. Nhấn delete xóa nó đi. Đấy. Đấy, giờ nó cắt ngắn cái video mình toàn bộ như thế này. Rồi, giờ mình cùng review lại toàn bộ video thôi. Ở đây thì bạn review thì nó sẽ khá là lag. Đấy. Đấy, nó vì mình làm nhiều hiệu ứng á, nhiều layer nên nó sẽ lag lắm. Đấy, nó sẽ rất là giật lag. Nên là bạn muốn review mượt á thì bạn phải render lại như hồi nãy mình. Rồi để review mượt á thì các bạn vào sequence nè, chọn render to win out nè. Đấy. Tới bước này thì bạn đợi nó chạy xong thôi là các bạn review là nó sẽ mượt. Rồi, cái bước này thì nó chạy khá tốn thời gian nên mình sẽ tua nhanh nha. Rồi đấy, sau khi xong thì nó sẽ chạy, đấy, nó sẽ rất mượt nha. Rồi. Ok, đến vị trí này thì nó hơi bị biến mất. Rồi, ở vị trí này thì tới này nó đang bị lỗi này, nó đang bị
Đấy, nó đang bị mất này, xong tới này nó mới có lại này. Thì mình sẽ xóa những cái đoạn giữa đây, những cái đoạn giữa này nó không hiển thị được. Đấy, nhấn delete xóa nó đi. Đấy, sau đó mình sẽ kéo hai cái đoạn đầu đoạn cuối nó giáp nhau luôn. Đấy là nó sẽ có thôi. Ok. Rồi, ok. Đấy. Sau đó mình kéo đoạn đầu đoạn cuối thì mình cùng review lại nha. Mình sẽ vào đây mình chọn render to now lại. Sau đó mình review lại thôi. Rồi, ok. Đấy. Rồi, đấy. Ok. Tới này nó sẽ rút dần cái đường. Rồi, ok nha. Rồi. Ở đây thì hồi nãy mình có hướng dẫn các bạn làm cái đoạn đóng băng đây thì nó hơi bị lỗi. Đấy, chỗ đó thì nó hơi cái đoạn đóng băng ở giữa nó hơi bị mất á. Đấy, nên bạn cứ làm tương tự. Thì bạn cứ xóa đóng băng xong á, bạn cứ xóa cái đóng băng ở giữa đi, sau đó bạn kéo cái đoạn đầu nó tiếp giáp với đoạn cuối luôn. Nếu mà nó lỗi á. Đây, ví dụ nha. Nếu mình kéo cái con nail này. Đấy. Mình chọn chuột phải này, insert frame hole segment này. Đấy. Đấy, ban đầu nó có này, tới đây nó mất này. Rồi tới đây nó có lại, không biết vài cái nó bị lỗi á, nên bạn cứ cái đoạn mất á, cái đoạn giữa mất này bạn chọn delete, bạn xóa nó đi. Sau đó thì bạn cứ kéo cái đoạn đầu cho nó giáp cái đoạn cuối này. Rồi, thì nó vẫn tăng thời gian thôi. Ở đây bạn muốn kéo tới đâu á, bạn muốn kéo tới đâu thì bạn kéo. Đấy, rồi cái đoạn đoạn đầu nó tới đó thôi. Đấy, nó vẫn bình thường nha. Đấy, chỉ cần xóa cái đoạn giữa và kéo cái đoạn đầu cuối cho nó dính nhau là được. Rồi, ok. Rồi, đấy, ok. Rồi, nhấn delete xóa đi. Rồi, giờ xong rồi mình sẽ xuất video ra. Để xuất được video thì mình sẽ chọn, một là mình chọn vào cái khung timeline này, hai là mình chọn vào cái khung của cái review video này. Đấy, mình chọn vào một trong hai cái, nhấn Ctrl M. Đấy, nó sẽ hiện ra cái bảng Ctrl M nha, nó sẽ hiện ra cái bảng xuất video. Rồi, chỗ này mình sẽ xuất với định dạng là mình chọn cái chỗ này mình chọn H264 nha. Đấy. Còn chỗ này mình sẽ chọn là High Quality 1080, mình sẽ xuất Full HD vì mình làm Full HD thôi. Rồi, cái chỗ này mình sẽ chọn nơi lưu nè. Đấy. Đấy, chọn nơi lưu ở đây. Rồi. Chọn nơi lưu ở thư mục nào bạn nhớ nha, bạn nhớ thư lưu ở thư mục đó nha. Rồi, sau đó thì mình ở dưới này mình tích vào cái ô View Maximum Render Quality nè. Đấy. Sau đó bạn kéo xuống này. Ở đây thì cái bitrate này, bạn kéo xuống cái bitrate này. Đấy. Thì bạn tăng lên maximum á, thì video của bạn nó sẽ nét hơn, nhưng mà cái dung lượng nó cao hơn. Đấy. Cái này là tùy thuộc vào bạn thôi nha. Bạn để minimum là 20 thôi. Sau đó mình ở đây mình sẽ kéo max luôn. Đấy, cho cái video nó đẹp, chất lượng nó cao. Rồi, sau khi tùy chỉnh xong á, nhưng mà cái size của nó lớn này 157 MB này. Mình nhấn vào export để mình ra. Rồi. Rồi cái quá trình này thì mình sẽ tua nhanh nha. Nó phụ thuộc vào máy bạn thôi. Rồi sau khi nó chạy xong á thì mình vào cái thư mục của mình đấy. Đây, mình sẽ có một cái video như thế này. Rồi mình mở lên. Rồi, ok. Rồi, ở video này mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái hiệu ứng vẽ đường cũng như chú thích các tiện ích xung quanh vị trí lô đất ở trên bản đồ trên Google Maps. Rồi, ok.
Ở đây thì bạn muốn liên hệ với mình mua cái bộ chú thích vị trí này thì hãy liên hệ với mình qua số Zalo hoặc số điện thoại này. Đấy, mình đã để dưới phần mô tả nha. Rồi, bộ chú thích này thì nó gồm 20 cái chú thích chỉ với 50.000 thôi. Rồi, đấy. Đây là cái tất cả những cái hiệu ứng đường xá, những cái hiệu ứng vẽ đường, chú thích đường và chú thích các tiện ích xung quanh lô đất. Rồi, đấy. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này.